Christine Sai xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả thân thương của đài truyền hình SBTN đến với chương trình Heart to Heart trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đây là phần 2 của buổi phỏng vấn rất là đặc biệt của chúng tôi với linh mục Martino Nguyễn Bá Thông. Xin kính mời quý vị hãy lắng nghe lại một vài phút từ phần 1 trước khi câu chuyện thật cảm động này được tiếp tục sau đây. Cha mới bắt đầu explore cái thế giới đó ở Campuchia. Và đó là cha phát hiện ra là đó là các trẻ em Việt Nam bị bán làm nô lệ tình dục ở Campuchia. Cha talking about trẻ em 6, 7, 8, 9 tuổi. 6, 7, 8, 9 tuổi. Đó là năm 99. Và grateful Christine cho cha cái cơ hội để open nó trong cái heart to heart, cái con tim đến trái tim. Nó không phải chỉ từ con tim của cha đến trái tim, con tim của Christine, mà nó là từ con tim của các em đó, that's the original, đến con tim của chúng ta và hy vọng sẽ đến con tim của những người đang coi cái chương trình này. Năm 2004 cùng với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Cảnh sát quốc tế họ về họ giải cứu được 37 em, tốn bao nhiêu tiền bà? Họ phỏng vấn bà Mu Sóc Chua, họ hỏi bà là bà nghĩ có bao nhiêu, bà trả lời là có 30.000 em. And, giống như cha nói, I've been there, cha đã ở đó quá lâu để cha dám ngồi đây với Christine và trước mặt quý vị. Mình dám nói nghĩ là ít nhất là 2/3 là người Việt Nam nói tiếng Việt. Vô trong đó nó nói toàn tiếng Việt thôi. And that hurts. Talk about cái chương trình heart to heart, từ con tim đến trái tim. Thì có thể cha nghĩ là cái đó nó gọi là từ con tim rướm máu đến con tim rướm máu. Cha ơi, con muốn nghe tới và cũng muốn chia sẻ với quý vị là những cái cảm xúc của cha khi mà bước vào một cái phòng như vậy và bao nhiêu mấy chục đứa em. Và các em đã mấy tuổi cha? Mình nghĩ là mình nói quý vị không tin đâu, nhưng mà mình nói rồi hy vọng Christine cắt cái phần video đó bỏ vào cho mọi người coi. Mình nghĩ là có những em nhỏ thì 5, 6, 7 tuổi. Nó made me sick, tức là nó đại khái nó làm cho mình, tức là cảm thấy bệnh hoạn, nó gọi là bệnh hoạn. Bệnh hoạn to the point là mất cái thú tính, cái nó không còn là con người nữa. Cái này phải là con vật thì nó mới làm được những cái điều đó. It's just absolute icon, mình gọi những cái chỗ đó là cái địa ngục trần gian, cái cúi nhốt người. When cha grow up, cha nhớ ông ngoại cha dạy cái bài thơ của Thế Lữ Hổ Nhớ Rừng. Gặp một mối căm hờn trong cúi sắt, ta nằm dài cho ngày tháng dần qua. Các em này nó còn tệ hơn nằm trong cái cúi sắt nữa. Theo thống kê của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về các em ở Campuchia, cái này không phải là cha thống kê, thống kê của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, mỗi em đó trung bình một ngày nó tiếp từ 13 tới 15 người đàn ông một ngày. And you tell me, Christine, you tell me why it's not sick. It's absolutely sick. And có những em mà bây giờ chúng tôi nuôi, có những em bây giờ vẫn phải mang tã suốt ngày bởi vì nó bị băng huyết. As a man, of course I don't understand what it is. Trong những cái câu chuyện của các em đó thì có cái câu chuyện mà nó cha nghĩ là nó ám ảnh cha, tức là trong những giấc ngủ của cha nữa. Đó là một trong những cái lý do tại sao mà cha bầu cho made it public, tức là cha trở nên tiếng nói trước mặt mọi người trong cách đây 2 năm. Là cái lần đó cha về Campuchia, cha thuê mấy em đã ở. Thì có một em rất là shy, rất là này nọ, thì cha quyết định là cha muốn cái em đó để coi cái câu chuyện gì xảy ra sau lưng nó. Sau khi cha thuê thì cha đưa về phòng, cái phòng khách sạn của cha luôn luôn thuê cái phòng nó gọi là suite, tức là nó có cái phòng tivi và cái couch ở ngoài và cái phòng lớn bên trong. Thì cha thường thường cha ngủ ở cái couch bên ngoài cho các em ngủ ở bên trong. Thì get to know each other mấy ngày này đó là cũng đi ăn uống, dẫn các em đi chơi như cha tất cả bao nhiêu lần cha làm. Thì cái cô bé này vẫn rất là keep a distance, tức là không muốn đến gần cha. And then, cái tối buổi tối nó cho dẫn các em đó đi ăn. Cha reserve one of the, cái nhà hàng tàu, có thể nói là sang trọng nhất ở đó. Cha có taxi đi tới đón, thì khi cha bước ra taxi thì mọi người look at cha, because
cha quen với cái kiểu nhìn này lắm rồi, cho nói như vậy, tức là it's so true, tức là họ nhìn ra mày là cái thằng đó. Cha không care, thì tóm nó cha luôn luôn reserve một cái bàn trong một cái góc. Đang ngồi ăn thì các em đó nó đang xin đi vệ sinh thì cha nháy cho một em kia đi, bởi vì cha nói tiếng Anh, cha là người Singapore, nhớ là cha không nói từ chữ tiếng Việt nào hết. Thì cha nháy cho các em kia đi, thì khoảng đi được mấy bước, thì đi khoảng chắc nghĩ được mấy chục second, up to a minute, thì em đó nó chạy về, mặt mày nó tái xanh hết, nhưng mà không có một giọt máu, mà nó khóc, nhưng mà nó khóc, nhưng mà như cái kiểu không phải là gì, nó khóc mà nó gào thét, tiếng Việt mình nó gào thét, nó chui xuống cái bàn mình đang ngồi ăn là cái bàn tròn, và nó chui xuống dưới cái gầm bàn đó, và nó khóc, không nó gào thét ghê gớm lắm. Thì cha cũng cố tình cha nói, nhưng đứa kia hỏi cho nó như thế nào, vì tiếng Anh cha nói thì chẳng đứa nào nó hiểu được chữ nào. Thì đại khái trong lúc đó cha hiểu, tức là cái cô này mới bị, đại khái là vừa mới bị bán trinh. And she was 11, 12. And cái người mà mua trinh của her đang ngồi cái bàn trên cái con đường mà she đi nhà vệ sinh. Cha nói thật, lúc đó cha already, cha đi tu rồi nha. Cha nghĩ mà lúc đó, you know, đời sống linh mục thì các con phải hòa thuận, yêu thương. Cha nghĩ lúc đó cha có súng, cha phang, không còn thằng nào sống trên cái bàn đó. Cha nghĩ nó là như vậy, tức là cái emotion nó take over. Cha trả tiền xong rồi cha thúc các em home. Thì trong những ngày kế tiếp, cha cố gắng cho nói những đứa kia khơi cái câu chuyện, để cha hiểu được cái lý do gì. Thì đại khái cha lắp ráp lại những cái câu chuyện, khi cha nghe những các em kia nói chuyện với nhau thì cách đây chừng hơn 10 ngày tới 1 tuần thì các em đã bị mua trinh bởi một người Singapore. Đối với những người Á Châu mình có cái thói quen, người da trắng thì bệnh hoạn đi ăn ở với con nít. Á Châu là làm ăn thất bại đi kiếm con gái để mua trinh để xả xui. Đó là cái văn hóa của những người tin theo dị đoan. Thì các em đã được người đàn ông đã đem về. Và giống như cha xin lỗi cho dùng cái chữ may mắn, quote unquote trong ngoặc kép. Những em nào may mắn có nghĩa là được người ta chuốc rượu hoặc là chuốc drugs, là đại khái là thuốc phiện, thuốc ma túy, để cho ngây ngất đi rồi cái điều đó nó xảy ra. Cha dùng cái chữ đó là may mắn. Dĩ nhiên nó không phải là cái chữ, nhưng mà cha ta tại sao cho bỏ trong ngoặc kép. Cái em này thì không may mắn, tức là em thức và biết cái điều đó, và em chống đối rất là mãnh liệt. Để rồi người ta trói bốn tay bốn chân của em vào bốn cái thành giường, lấy cái khăn nhét vào miệng. And then that happened. Cái điều đó nó xảy ra. Sau khi đó, ông ta đẩy cô bé đó vô trong phòng tắm để tắm gội đi những vết máu